xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Theo các nhận định về thời tiết cho đến thời điểm này, cho thấy trong những ngày tới thì vùng áp thấp nóng ở phía Tây sẽ mở rộng ra và là nguyên nhân chính gây nắng nóng diện rộng trên toàn khu vực phía Tây Bắc Bộ với mức nhiệt cao phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ C. Trong khi đó, trên khu vực phía Đông Bắc Bộ lại ít xảy ra nắng nóng diện rộng. Xuống đến khu vực các tỉnh Trung Bộ thì vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển kết hợp với điều kiện địa hình khu vực miền Trung sinh ra hiệu ứng phơn mạnh trên khu vực này, nên từ ngày mai nắng nóng có khả năng mở rộng ra toàn bộ các tỉnh Trung Bộ với mức nhiệt sẽ dao động trong khoảng 36 đến 38 độ, một số nơi vùng núi nhiệt độ có thể còn cao trên 38 độ C. Từ ngày 27 tháng 5, rãnh áp thấp bị nén từ khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng gây ra mưa rào và dông cho khu vực Bắc Trung Bộ kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nắng nóng lại chấm dứt ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và dịu dần ở các nơi khác. Hoạt động của gió mùa Tây Nam tiếp tục duy trì độ ổn định về thời tiết trên khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Mưa rào và dông xảy ra ở mức rải rác trên cả hai khu vực này về chiều tối và đêm, kèm theo đó là lốc sét và gió giật mạnh. Ban ngày sẽ có nắng và nhiệt độ ít thay đổi. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời điểm tháng 5 thời tiết âm u, đêm và sáng trời se lạnh, độ ẩm không khí cao đã tạo điều kiện cho nhiều loại sâu bệnh phát sinh gây hại lúa chiêm xuân cuối vụ trên diện rộng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương chỉ đạo nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, tích cực phun trừ bệnh bạc lá, đạo ôn cổ bông để tránh bệnh lây lan nhanh, ảnh hưởng tới năng suất của lúa. Và tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng trên cả nước trong 3 ngày tới. Mời quý vị cùng theo dõi.